Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Offline của mình. Và video này thì mình vừa mới cài đặt thành công được cái mod Zombie ha các bạn. Và đây là những người bạn của mình, một đội đang ở trong nhà ha. Chúng ta sẽ đi tiêu diệt cái những cái con Zombie nó đang tấn công cái ngôi nhà này. Đi. Thì theo như một số yêu cầu của mà mấy bạn gửi về cái kênh Game Offline của mình đó, kêu mình cài cái mod GBA đúng không? Thì đây là mình cài rồi ha. Nó chắc mình nghĩ là nó ok đó, tại có GBA xuất hiện và thời tiết nó thay đổi nè. Và mình cũng tạo ra một nhóm người. Sao mình thấy zombie ít dữ vậy ta? Có mấy con à? Kè, nó phóng xuống kìa. Rồi tên đội con chó mà cũng nguy ấy nữa. Đi, let's go. Sáu người vậy là chúng ta cần một cái chiếc xe. Sáu người. Chúng ta sẽ cần một chiếc xe 6 người các bạn. Kìa nó lại đang xuất hiện nữa rồi kìa. Trời ơi, tội nghiệp hai đứa đứng ngoài trời mưa. Chúng ta sẽ kiếm cái chỗ nào đó để mà cố thủ ha. Mình sẽ chỉnh ra thiệt là nhiều zombie. Kìa nó phóng xuống kìa. Wow, nguyên thành phố toàn là zombie không mà các bạn ơi, nó biến thành zombie hết rồi. Nghe nó mấy bộ. Ê, thằng Michael nó bị ăn thịt rồi, nó biến thành zombie luôn rồi kìa. Chết rồi, nó bị cắn mấy thằng bộ mình bị cắn, nó bị biến hình cho bia luôn kìa các bạn ơi. Kìa, nó bị CD rồi kìa. Đừng để nó cắn. Rồi lên xe, đừng để nó cắn các bạn ơi. Con mấy cô. Con mấy cô kìa, nó bị cắn rồi kìa. Tội nghiệp, anh bị cắn, anh bị CD rồi kìa. Chết cha rồi, mình cũng bị nữa. Gì kỳ gì? Ê, mình cũng bị CD hụt gà luôn rồi, kỳ gì vậy? Rồi sao nó hết đây? Chết rồi, nguyên đội quân của mình bị hết trơn rồi, bị... bị nó cắn rồi các bạn ơi, không chỉnh gì được hết á. Kìa, mấy cổ cũng bị luôn kìa. Khoan, để mình chỉnh lại nha. Tự nhiên bị gì kỳ vậy?
Nữa kìa, đừng có để cho nó cắn nha, nó cắn là bị thương đó. Rồi hết rồi ha, mình chỉnh lại cái kìm khác nó hết bị rồi. Vì là nguyên cái đội quân của mình đi bụi hết á. Không, cái đội quân mình nó bị không mà nó không sao không ơi. Kê kè. Ê, nó cắn mình luôn. Rồi nó hết biết gì luôn rồi. Rồi nó cắn mình được. Rồi giờ là nguyên cái thế giới này chỉ còn của mình nên mình sống rồi. Đi xa đâu ra, đi xa đâu ra. Không đi xa phải không? Mình sẽ tiêu diệt cái tôi này hết. Wow. Ghê quá. Ok, cho thêm một mớ nữa đi nha. Đó, một đống zombie sẽ xuất hiện. Ok, các bạn xem chấm đỏ trên bản đồ kìa, một đống luôn ha. Chó này cũng bị thành quỷ luôn rồi nè. Ở đó có kiếm nữa các bạn ơi. Ghê vậy. Ê, con quỷ chó. Rồi, một đống luôn. Rồi, tao ra thêm một vài người nữa coi. Ê, chết chết cha mình bị con chó căng. Ah, no, what the fuck. Rồi sao nó sống dài gì? Chúng ta sẽ lên đây ha. Đừng cố thủ như này giống như game đột kích vậy đó. Wow. Để nó đứng như này một đống nè. À, cho thêm mọi người một cái đội quân nữa đi. Nên mình bắn rồi cũng chán. Cho thêm đội quân SWAT nữa. Solo đó anh em. Mình thì bắn mấy bò mình đã đâu chết đâu. Thằng ngu, âm binh. À, cây thăm xanh này các bạn. Kìa kìa kìa, nó bị cắn rồi. Gì mới đây bị cắn rồi mấy cha. Ê ê ê, nó cắn mình. What the fuck. Man. Ê thằng này nè. Thằng này nó bị thương rồi. Chết 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 chết. No.
Trên góc nhìn thứ nhất kìa. Trong này có thằng kìa, nó đi lết hết kìa, lần bị cái đứa nó cắn mình nữa à. Chỉnh góc nhìn thứ nhất hết được rồi đó. Trời, mình chết luôn. Hai. Chết ngắt. Kìa mấy anh, còn sống. Oh shit. Kìa mấy này nó vẫn còn nè. Let's go. Nguyên thành phố nó bị biến hình zombie hết rồi. Cái băng hot này cũng đã nha. Ê con chó. Cha mày. Nguyên này chạy nhanh như vậy. Có cảnh sát nữa kìa. Tí cảnh sát nó không bị gì biến hình zombie à. Vô tụi cảnh sát rồi luôn. Giờ nó hiểu lầm mình rồi ha, nó hiểu lầm mình giết người. Thôi đi. Chó. Mình sẽ cho tụi cảnh sát này biến thành gì nè, zombie luôn. Ê. Ê. Đi mới đấy. Đúng rồi. Với cái tụi zombie này mình test thử cái cây súng kia không ạ? Ha 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 ha. Ngon lành. Đây cái súng đây nè. Xin chào mọi người với tao. Chơm bia. Cảnh sát. Quá trời. Nè mày lên đây nè, cắn đâu rồi? Cắn. Đi lẹ nam, đi lẹ. Cắn. Cái này mà chưa đợi cái bọn zombie nó hủy diệt thế giới nữa là mình đã hủy diệt nát cái thành phố này các bạn. Nếu mà chơi với cái mod này nè. Ôi trời, cái canon bắn gì thiên ghê như vậy. What the fuck. Thôi. Cái súng này mới giữ nè. Cái súng canon quy lực ghê lắm các bạn, cái này là mình vô mình mới mod lại ha. Ghê chưa. Rồi. Đứng gần không chịu gì nổi. Zombie nó đúng ngoài sau đóng nè.
Quý này cầm dao nó dài ghê vậy. Nhanh giỡn với mình. Test hết trơn mấy cái kiểu súng giờ các bạn xem ha. Nó đây không bắn mấy cha. Tao bắn mày chết, tao bắn mày chết. Dạ. Ok, chắc mình sẽ tạm dừng cái video của mình tại đây các bạn. Cái mod The Zombie này cả thành phố nó biến thành Zombie thôi. Là mấy cái người ta ra là nó cốt lại thôi. Người ta bắn tới ngày mai luôn chưa hết cái bọn này nữa. Thì nếu mà bạn nào mà thích cái mod này, mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách cài đặt trong những video sau. Các bạn nhớ là click nút đăng ký để mà theo dõi những cái video mới. Đồng thời là click nút like để mà chia sẻ cái video của mình cho nhiều người biết đến ha các bạn. Đó, theo như yêu cầu của các bạn là mình tạo ra cái mod Zombie ha, cho cả thành phố thành Zombie hết. Đó, đội quân của mình à. Nhưng mà mấy anh Zombie này nó yếu quá. Để mình coi còn cái cách nào để chỉnh cho nó nhiều nhiều lên không ha. Nó yếu quá trời, chưa ly gần mình nó chết ngắt rồi. Event gì vậy? Oh shit. Event là gì ta? Ở chỗ này nè, cái đây là cái mod cho VR này, mình tạo không được. Rồi qua đây, ê nó bắn được à, mấy thằng ngu. Cái này là gì ta? Banana coffee là gì vậy? Apple. Ê, mình bị nó cắn kìa, ngu đó. Chết cha rồi. Cái item apple banana là chuối mà là cái gì mới được. Mày ơi bị nó cắn ra chịu chứ. Tao bị nó cắn kìa mấy ngu. Rồi, chơi thử cái này solo thử lại nó không à. Mày zombie, 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 zombie. Mày muốn chơi phải không? Mày muốn chơi phải không? Mày muốn chơi vợ, mày muốn chơi hay chó, mày muốn chơi hay chó, mày muốn chơi hay chó. Đứng dậy. Mình muốn nghỉ mà khoan để test mấy vũ khí này luôn. Cho các bạn xem. Tao đập cái đầu mà. Mày thận đây. Solo. À, lấy cái này à, lấy cái kiếm nè. Solo. Cầm cây. Tao chơi với mày luôn. Chà, nó cắn mình được. Ý, ghê quá. Mày, thôi quýnh không lại nữa các bạn ơi. Quyển này quýnh ghê vậy. Cứu tao tụi bay đứng nhanh không vậy. Cứu tao. Ừ đừng có bắn, không nội nữa. Kìa cảnh sát coi kìa, kìa nó bị gì nè, bị khùng rồi nè. Cái búa nữa chứ.
cái búa cùng thò chà mày đi, chà mày đi. Ê ê ê, what the fuck. Rồi, mày muốn chơi cây nữa không? Mày muốn chơi cái cây với tao. Mày muốn chơi cây tao. Giỡn, dám giỡn như mình. Ok, bye bye tất cả các bạn ha. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách cài đặt những cái mod cho PE này trong video sau. Bạn nào thích thì có thể là xem video đó để mà về trải nghiệm thử. Cho PE này nó đi long nhông mà với cái vũ khí mình quá hiện đại vì sao nó solo lại mình. Bởi vì các bạn sẽ cảm giác nó rất là hơi bị chán chán á. Đúng không? Tại vì mình quá mạnh nè. Vì sao nó chơi lại? Nó solo với mày luôn. Mấy bồ mình hơn. Cho tụi mày đi luôn. À, hôm nay là Trung Thu đúng không? Tối nay là Trung Thu. Thì chúc tất cả các bạn và các em có một cái Tết Trung Thu vui vẻ ha. Bye bye tất cả các bạn và các em.